đậu phộng thôi. Bạn này nha cả nhà, sẽ ăn 4kg cơm. Nhắc như là mình hỏi nhiều quá chị ta chịu quên. Cơ chờ cà ri nó tràn ra đúng không anh? Ồ. Thì bé Hân khả năng thành công là sẽ 50-50 đó. Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Funny Hùng đây. Thì vừa rồi Thánh Gầy mới vừa tham gia thử thách 4kg cơm này nha ơi. Và phải nói khó thật sự. Tiếp theo thì sẽ tới lượt bé Hân. Nhưng mà đây là một thử thách phải nói là nặng lắm. Cho nên là tuy là Thánh Gầy fail hoặc là Hân fail hay sao nữa, anh cũng không có đặt nặng vấn đề ha. Chủ yếu là mình cứ cố gắng hết sức. Thì bây giờ mình đổi mới một xíu, là Hân sẽ dẫn mọi người vào để quay cho cả nhà coi cái dĩa 4kg thế nào nha. Đi. Chào mừng. Xin chào. Chào. Đây. Bao nhiêu ký cơm rồi chị? Dạ 2,7 cơm. 2,7 cơm. Đó, 2,7 rồi. Cơm mới lấy ra rất là nóng, sẽ ám hơi vào cái dĩa, cả nhà thấy không? Còn bên kia là cà ri với lại heo. Heo này giống như heo chiên xù vậy á. Heo chiên xù ha. Lạnh nữa. Sợ. Hơn sợ. Tại vì nếu mà tính ra cái thời điểm mà em ăn nhất á là lúc em ăn bún sữa. Dạ đúng rồi, là coi như là nóng mắt xương cay rồi đó. Giờ ăn lại không biết là ăn được không. Đó, bây giờ ăn lại thử thách này. Chúc bạn thành công 2kg. Dạ. À, chào anh. Dạ. Bên em có một bạn mới thi 4kg và không cần nhắn nha, nếu mà nhắn mình đổ không rất cái cà ri mình có thể thêm một cái. À, hiểu rồi. Thêm một cái chén cà ri bên ngoài. Mình để cho cà ri nó chảy trong luôn đúng không anh? Trang. Hân ơi, cái mic nha Hân. Hả? Thôi chị Trang. Một người khó không? Sợ khó. Vô. Bé Hân sẽ vào nhận hàng. Ai bạn này nha cả nhà. Sẽ ăn 4kg cơm. Ở đây quán có vẽ một cái bao nhiêu giá vậy chị? Dạ 10. 10 giá. 10 giá cà ri. Rồi bao nhiêu rồi? Dạ 6. Rồi mình cũng nhắc với đại mình hỏi nhiều quá chị phải chịu quên. Đây là 7 rồi nè, đúng không? Dạ. Rồi, 3 nữa ha. 8, 9. Lúc trước là mình thêm một cái chén, có nghĩa là do cơ chờ cà ri nó tràn ra đúng không anh? Dạ, đúng rồi. Cho nên bây giờ là mình phải làm cách này đó cả nhà. Rồi, đủ luôn. Rồi, giờ tới gà, tới heo. Kiểu như là mỗi clip mình sẽ quay một cái cho nó có gì đó khác. Như hồi nãy thì mình không có quay cảnh này. Bây giờ mình cùng nhau hợp sức làm. Rồi bây giờ thì đem ra nha. Đúng. Ra nhận hàng cả nhà ơi. Wow. À, thì bây giờ bé Hân sẽ vào vị trí nha. Ừ. Mình có muốn ấy lần trước á, Hân là em ngồi bên kia rồi. Dạ, dạ có muốn ngồi bên không? Hay là ngồi bàn này luôn? Ngồi bàn này luôn. Bàn này luôn ha. A few moments later. Rồi cả nhà ơi, thì bây giờ là chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ bé Hân sẽ bắt đầu luôn. Mình nghĩ theo như mình nghĩ nha, thì bé Hân khả năng thành công là sẽ 50-50 đó. Cho nên là cứ hy vọng coi thế nào. Chứ thử thách này thật sự khó nha. Rồi mời em bấm giờ luôn. 1, 2, 3, vô.
tiếp tục ăn đậu phộng thôi. Hơn ăn sẽ khác với thánh gầy. Thánh gầy ăn thịt trước rồi bé Hân ăn cơm trước nha. Ồ, nhìn những cái nhát sắn rất là đều đặn luôn. Trung dữ nha. Nhưng mà nếu mà cho em cơ hội em luyện á, em có thể quay lại ăn hết không? Không luôn hả? Không phải là vẫn ngán như thế. À, không phải đồ no mà vẫn ngán hả? Thử thách này cả nhà là theo như mình biết là có một bạn đã ăn hết rồi, còn có thêm bạn nào nữa mình không biết, đó là bạn Việt. Bạn Việt cũng quay với kênh mình luôn á, mà là bạn đã ăn hết dĩa 4 kg nha. Hôm nay ăn hết 10 kg nè. Em nghĩ thiệt không? Anh cũng nghĩ không thiệt. Ổng ăn hết mà ổng còn tỉnh lắm. Mấy hơn chỉ ăn một tay rồi,
tay là mình lau miệng. Nhưng mà nhìn vẫn rất ngọt. À, ăn nhanh hơn nữa anh Dương luôn á. Hồi đó ăn không có anh quay mà cũng hết mình luôn hả? Tại em không quay không cắt như vậy sao mình biết được đúng không? Nếu như mà bạn ăn hết đó thì mình sẽ thưởng bạn thêm là 1.6 triệu nữa cho đủ 4 triệu luôn. Mới cắt cái hết đúng không? Nó cứ cắt cắt vậy đó, mình đâu biết được. Để mình coi bao nhiêu lâu nha. Nhưng mà mình thấy cái dĩa nó hết rồi đó nha. Em, cái dĩa thấy gần hết rồi ha. Ok, cái sốt xung quanh đúng không? Ừ. 21 phút 14 giây. Còn 21 phút 14 giây. Canh miso đúng không em? Bé Hân còn thưởng thức thêm canh nữa nha. Miso là kem. Qua bên kênh YouTube Hân Nhiên theo dõi bạn ăn những cái món khổng lồ một cách rất là ngon miệng luôn.
Em hỏi lại coi tên Lê Thị Trung không chị? Lê Thị Trung. Trung hả? Không có. Con nghe máy. Em coi khung hình phù hợp chưa Khánh Gầy? Được rồi ha. Ồ, cố lên em, cố lên em. Anh sẽ để em ăn, anh không có chọc hay gì. Tại vì tới giờ rất khó rồi. Cố lên. Đổ mồ hôi quá trời luôn. Chưa bao giờ mà em ăn bùn nước bây giờ quá. Nó nghẹn đây nè mọi người. Thèm món nước. Ừ. Ồ, nó bị nghẹn quá đây á. Ừ. Mà uống nước thì no. Chỉ dám nhấp ít thôi. Muốn không được. Ừ. Ở đây mình thấy rất là nể phục những ai mà ăn hết 2kg, 4kg, thậm chí là 6kg.
Cái chuyện anh nặng quá anh sợ. Nhưng mà mình không dám làm phiền. Em cứ cứ ăn thì tập trung ăn thôi chứ anh sợ làm phiền. Mười phút nữa hả? Đáng ọi một cái. Ừ, đáng ọi một cái. Canh. Giờ bạn Hân ngồi nghỉ mệt. Ráng ọ một cái. Bỏ sự lọc thứ hai. Bao nhiêu? Còn 8 phút, còn 8 phút mà em lựa đúng. Wow, reset đúng không? Wow. Quá hay rồi. Coi mà mình rất là hồi hộp và xúc động nha ơi. Bây giờ mình sẽ để bé Hân ngồi nghỉ mệt 5 phút. Ở nhà nếu muốn tham gia thử thách này thì có thể mình có thể luyện trước ở nhà cũng được. Mình ăn cơm trắng ở nhà đó, với lại nước cà ri hay gì đó, rồi canh cái định lượng để mình đến đây mình thấy 2kg hay 4kg. Nhưng mà mình thấy 4kg đối với team mình là đủ rồi. Còn 6kg á, là cũng ăn trong có 30 phút thôi chứ không có tăng lên là 45 phút. Cho nên là mình sẽ không có quay 6kg. Nếu mà có quay á, thì chỉ quay để mà coi coi các bạn ăn tới đâu thôi, cho vui thôi. Chứ mình đã thắng thì mình nghĩ là khó lắm, tại vì giải thưởng 6kg tới 7 triệu luôn. Rồi bây giờ Hân đã hoàn thành rồi. Anh phải hỏi được hả? Hân vẫn trả lời được nha cả nhà. Nãy giờ trong lúc em ăn á, thì em suy nghĩ gì hả? Em suy nghĩ là tại vì á, bình thường á, khi mà mọi người ăn á, và trong 10 phút đầu tiên mọi người ăn được rất là nhiều, nên tranh thủ ráng 10 cái phút đầu bắt đầu ăn á, là ăn nhiều lên, ăn nhiều nhất có thể. Bắt đầu sau 10 phút là thứ nhất là nó ngán, thứ hai là cái bao tử mình bắt đầu nó tiết dịch bao tử ra rồi đó. Và khi đó thì nó sẽ bắt đầu no dần dần lên. Nên là trong 50 phút đầu là em cố gắng ăn rất là nhiều, nuốt nhiều nhất có thể. Đó là chiến thuật của bạn khi mà ăn thi thử thách đó. Rồi nhưng mà khi mà em ăn, mới đầu em có nghĩ là mình ăn hết vậy không? Dạ không. Tại vì mọi người thường sẽ ăn đồ ngon đúng không? Hơn là để thịt lại cuối cùng. Thứ nhất là nó ngán, thì mình có thịt mình ăn nó sẽ đỡ hơn. Đó là chiến thuật của bạn Hân. Nên là đây, lúc đầu còn một cái chụm ở đây là hơi đuối rồi mọi người. May mà có cái bắp cải á, nó cứu lại, nó đỡ, nó ấy nè. Nó sẽ giảm đi cái vị của cà ri. Nên chiến thuật rất là hay, cả nhà có thể tham khảo để mà mình đi thi nha. Chị Ngọc thấy sao chị? Quá tốt. Dạ. Em chỉ là quá lợi ích.
ăn còn sạch. Còn 8 phút, ăn vẫn còn 8 phút. Vậy là bây giờ đến thời điểm là ngang ngửa với chị đây nè. Ở bên Mỹ á. À mình ngồi mình hát cái bài là một vẫn còn có sức hát một bài nha ơi. Thì thôi mình cũng tranh thủ tại lát về mình đi bên đạp xiếc á, thì mình cũng hôm nay mình thấy bé Hân ăn như vậy mình cũng hồi hộp, nhưng mà cả nhà biết sao, mình treo cái giải thưởng là 1.6 triệu mà tới khúc ngoài bé Hân ăn gần hết á, mình cũng muốn nói là mình thấy cảm động á, mình muốn nói là tặng cho bé cho đủ 2 triệu luôn, tại vì đây là một thử thách gấp đôi cái thử thách rồi cả nhà ơi, cho nên là mình phải đợi tới khi mà bé ăn xong và bé không bị gì hết thì lúc đó mình mới nói, chứ không là bé sẽ cố gắng á, bé sẽ cố gắng ăn, nhiều khi cái gì không biết được, nên mình sẽ thưởng cho bé 2 triệu luôn nha. Rồi đây anh thưởng em 2 triệu cho anh. Ờ bây giờ đem video để biết hỏi chị đang xong chứ là chị đang chút đáng chịu á. Dạ rồi thì bé Hân đã nhận phần thưởng rồi cả nhà ơi, thì cũng rất là cảm ơn bé Hân vì đã luôn cố gắng vì kênh, cũng như là Thánh Gầy nữa. Thánh Gầy đừng buồn, tại vì mỗi người có một sức ăn mà, em thì em cũng ăn khỏe hơn rất nhiều người rồi, cho nên mình chờ những thử thách sau rồi mình sẽ đi ăn cho nó phù hợp hơn, còn cái này thì nó quá sức của em á Thánh Gầy ha. Rồi còn giờ thì kết thúc clip nha cả nhà, cũng mong cả nhà hãy ủng hộ cho kênh Funny Hùng để anh em mình sẽ có thêm động lực là ra thêm nhiều video nữa, bằng cách là mua đậu phộng rang tỏi ớt của Funny Hùng hân hạnh tài trợ chương trình này. Với giá là 95k một hũ, mua 3 thì mình free ship toàn quốc luôn, còn nếu mà mua 4 thì mình sẽ tặng thêm một hũ như vậy nữa, hoặc là một hũ chẩm chéo của anh Hải Saba TV, nhưng mà mua 4 thì mình tặng rồi mình sẽ không free ship nha cả nhà. Và đặt thì mình liên hệ số là 084-222-1578 hoặc 0844-020-114 nha. Rồi Funny Hùng xin cảm ơn. Kết clip thì nếu mình có fanpage trên Facebook, nếu nhiều người yêu mến như là muốn cập nhật các sự kiện mini game hay event thì hãy like và theo dõi fanpage để ủng hộ kênh mình nha, link mình sẽ ở phần mô tả. Mọi người hãy đăng ký kênh Funny Hùng Vlog, kênh YouTube của Võ Sư Lộc, kênh Hân Nghiêm, và đừng quên TikTok của mình là Funny Hùng 1116 và Võ Sư Lộc. Tớ là Hân nè và Thánh Nghề 123, và hai TikTok ngắn là Funny Hùng Võ Sư Lộc và Võ Sư Lộc Funny Hùng. Trong thời gian sắp tới, như các bạn có bất cứ thử thách nào thì để lại bình luận comment, mình xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất để làm clip cho nhà cùng thưởng thức nha. Ok, xin chào các bạn.